Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Ninh Dương Văn Ngọc giật spotlight bạn thân CEO, cư dân mạng đồng lòng phản ứng. Nữ diễn viên bất ngờ xuất hiện bên cạnh mỹ nhân người ấy là ai? Lucy Nguyễn đã gây sốc thời gian qua, gần đây khi xuất hiện trong game show Hẹn Hò Tỏ Tình Hoàn Mỹ và hẹn hò cùng bạn trai nhỏ hơn 9 tuổi. Cô còn được biết đến là nhiếp ảnh gia, CEO của một số thương hiệu thời trang và có mối quan hệ thân thiết với nhiều mỹ nhân trong showbiz Việt, điển hình là Ninh Dương Văn Ngọc. Nữ diễn viên từng hài hước chúc mừng Lucy Nguyễn khi cô tìm được đối tượng. Mới đây, Lucy Nguyễn đăng tải một video bắt chen trên TikTok cùng bạn trai với nội dung "Một khi mà chị em đã cần thì bồ cũng mặc kệ". Ninh Dương Ngọc bất ngờ xuất hiện trong video và nhảy nhót trên nền nhạc với hội chị em. Với bộ váy màu vàng hở eo, phong cách quẩy cực sung và nụ cười tươi tắn quen thuộc, Ninh Dương Ngọc vừa xuất hiện đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Video đạt 1,7 triệu lượt xem chỉ sau một thời gian ngắn, cư dân mạng vừa bất ngờ vừa thích thú trước sự có mặt của Lan Ngọc. Phần bình luận tràn ngập người hâm mộ gọi tên và bày tỏ sự yêu quý đối với nữ diễn viên của Gái Già Lắm Chiêu dù chỉ là khách mời. Chị Ngọc xuất hiện làm hết hồn. Úi, chị Ninh Dương Ngọc. Alo, Lan Ngọc kìa. Đọc comment toàn gọi tên bà Ngọc, mê bả quá mà, là những bình luận của khán giả. Ninh Dương Ngọc bắt đầu được biết đến qua phim điện ảnh Cánh Đồng Bất Tận 2010 và đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng. Cô tham gia nhiều phim ăn khách sau đó như Tèo Em, Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, Cua Lại Vợ Bầu, Cô Ba Sài Gòn hay loạt phim Gái Già Lắm Chiêu. Cô cũng xuất hiện rất nhiều trên các chương trình truyền hình như Quý Ông Đại Chiến, Running Man Việt Nam, được khán giả yêu thích qua hình ảnh vui tươi, năng động và tích cực. Năm 2022, Ninh Dương Ngọc đã có một phim ảnh ra rạp dịp Tết là phim 1990. Bị chê cả về nội dung lẫn diễn xuất, 1990 bị đánh giá là bước lùi trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Nữ diễn viên sinh năm 1990 sẽ trở lại màn ảnh rộng với vai diễn Cô Gái Đến Từ Quá Khứ của bộ đôi đạo diễn Nam Sito và Bảo Nhân, hợp tác cùng Cái Tí Nguyễn.